Chưa hả? Hả? Mày không chơi nhá, em vào lớp đi. Rồi, em cảm ơn cô ạ. Ừ. Ý kiến cái gì? Máy này không kêu chứng tỏ trên người không có kẹo. Nào, chào nhá. Cả lớp hôm nay có học sinh mới. Nào, em giới thiệu bản thân đi. Em thử giới thiệu, em tên là... Bạn tên mày nhá. Nani. Bây giờ cả lớp giúp đỡ các bạn trong quá trình học tập nhá. Hôm nay để đón học sinh mới, cả lớp cất hết sách vở đi. Ủa, hôm nay cô dễ tính thế nhở? Ủa, mình hiền thật đấy. Để kiểm tra. Ai mất trật tự hay quen có không để ạ. Bây giờ làm thế nào đây? Ôi trời ơi, hôm qua tốt 12 giờ sáng, có hình gì đâu. Thôi, khoanh mực, cáo điểm là không à. Sao bút hết mực cả? Ý trời, này là không cho mày làm bài rồi. Bút của em đây, viết đi. Rồi, em cảm ơn nhá. Có ấy nhờ. Khoanh bừa khó. Hả? Cô 4 là gì ạ? À, C à? Ok. Đâu cô 5 nhưng mà? À, 5 à? Cả lớp trật tự là bà nhá. Cô bật được. Các bạn trật tự người học để cô chấm bài kiểm tra. Dạ vâng ạ. Hả? Nani? Alo. Thôi. Mặt trời bay lên, bay lên, mặt trời đã bay lên. Đây, cô cầm lấy mà ăn. Giỏi quá rồi, dám ăn vào trong giờ à? Tôi nghi ngô vào số đúng ạ. Nhưng không có như thế, cô ấy phải biết bài kiểm điểm cho tôi. Wow, mẹ chuẩn bị đúng hóa, mình yêu thích luôn. Tự dừng mất cả bữa ăn. Còn cái nịt. Cái nịt thì mua được cái gì? Mời cháu dùng bữa. Đây là món dâu bạch tuộc rắc phô mai vàng. Tiếp theo là món chân tượng hàn rút xương. Và món cuối cùng là món trứng gà luộc bên bờ thịt ạ. Ăn đi. Ăn nhiều vào có sức học tập à. Cô ngồi đây ăn cùng em. Đằng này em cũng không ăn hết lấy mất thế mà. Hả? Ý em không phải thế đâu ạ. Cô ơi, cô ra đi cô ạ. Đi.
thì tôi xin phép nhé. Mời cô hiệu trưởng vào lớp ạ. Nào cả lớp, chào cô hiệu trưởng đi. Chú em chào cô ạ. Thật xấu hổ khi lớp đứng đầu trường lại có học sinh cá biệt. Không quan trọng giáo viên mà cô hiệu trưởng có thể sắp xếp mấy cái lớp phù hợp hơn. Được rồi, để tôi xem học sinh đấy là học sinh nào. Tôi biết tất cả những gì cô đang làm ở trường. Tôi cho cô thêm một cơ hội. Hãy làm một giáo viên tốt đi. Vâng, thì bây giờ cô hiệu trưởng. Đây nào. Em ngồi cho Mỹ nó ai đẹp. Nào em hãy cho cô biết ai là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Bắt cả á. Mày phải cho Khải mà kiểm tra nào. Mày mày quay đây. Sao chuyện gì đấy? Cậu thích cái này không? Tớ tặng cậu này. Ôi, tớ chơi đẹp như này mà cậu tặng tớ á? Tớ cảm ơn nhá. Thôi, tớ tặng cậu quà rồi. Ấy, từ bây giờ bọn mình là bạn tốt nhá. Mà bọn mình là bạn tốt rồi ấy, thì từ bây giờ nhá, tớ mà đi học muộn, cậu phải bảo mẹ cậu đừng đọc tên tớ trước toàn trường nữa được không? Cái này hả? Thôi, tớ trả cậu, tớ bận chút. Đi đâu đây? Ê, mày quay tay ơi. Này mày quay tay. Này, cậu đi đâu đấy? Cậu đi đâu mà vội vàng thế? Này, cậu ăn gì chưa? Ăn này đi. Này, cậu ăn đi không phải ngại đâu. Này, cầm lấy. Cậu ăn đi. Này, cậu kìa. Này, tớ chả có ăn mà cậu ăn đi. Này, cậu kìa. Chắc chắn trong ruộng. Này em đã từ chức rồi, hôm nay không có ai bảo vệ em nữa đâu. Tránh ra. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là hiệu trưởng mới của trường ta. Lớp tôi có một học sinh rất mất trật tự, không chú ý nghe giảng, bắt nạt học sinh và giáo viên. Đúng là không chấp nhận được, có dám đánh học sinh nào? Hả? Chào bố. Tôi đánh bố. Sơn. Tuyệt vời. Dòng đời như nước cuốn.